cúc nở nghênh xanh ngọt. Nước có nguồn bể cả sông sâu, người ta sinh trưởng bởi đâu, gốc là tiên tổ ơn sâu rõ ràng. Đình Văn Phong, xã Đồng Thái. Đình Văn Phong thuộc thôn Văn Phong, xã Đồng Thái. Ngôi đình được mang tên chính địa danh quê hương nơi cộng đồng dân cư đã sản sinh ra nó. Đình Văn Phong được xếp hạng di tích lịch sử của thành phố Hải Phòng năm 2008. Đình Văn Phong, Văn Phong xa xưa có tên là Hoa Phong, đến đời vua Triệu Thị nhà Nguyễn năm 1841 đến năm 1847, do kiêng tên Húy mẹ của nhà vua nên đổi thành Văn Phong. Văn Phong theo Hán tự có nghĩa là quê hương có phong tục nếp sống văn hóa. Đình Văn Phong thờ vị thành hoàng có tên hiệu Bác Nghiên, tên Húy là Tuấn. Ông Tuấn đi theo Đinh Bộ Lĩnh về với sứ quân Trần Lãm, hợp tác với các tướng Đinh Điền, Nguyễn Bặc, Lưu Cơ, Lê Hoàn, đồng tâm hiệp lực dẹp các sứ quân cát cứ. Năm Mậu Thìn, năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi vua, đặt tên nước là Đại Cồ Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Nhà vua đặt quan chế, triều nghi, phong thưởng cho các công thần. Nguyễn Bặc được phong đinh được công, Lưu Cơ làm chánh đô hộ, Cao Tuấn làm phó đô úy được hưởng thực cấp 50 hộ, lại miễn tô thuế cho Trang Cú. Từ đó dân Trang được no đủ, thường ca ngợi ông Tuấn có đức như núi, tựa bẻ xuân. Ông Tuấn thường nói, chúng ta mong sao tên tuổi mãi được lưu truyền, làm được nhiều phúc để báo ơn vua, đền nợ nước. Ông Tuấn khi làm quan được vua quan yêu quý, kính trọng, được vua ban cho nhiều bổng lộc nên có biệt hiệu là Từ Tường. Khi thấy trong triều có kẻ nhòm ngó ngôi báu, ông bèn xin từ quan về quê nhà. Vào một hôm, ông mở đại tiệc khoản đãi nhân dân. Trong lúc đại tiệc, ông cho dân làng 100 lạng bạc và dặn rằng quan hưu không có gì nhiều, tặng dân làng để đền đáp công lao đóng góp của dân làng đã theo giúp, sau này mong được dân thờ cúng. Nói xong, ông bỏ hai bộ sách vào tay áo rồi đi về phía núi Yên Tử, sau đó không biết ra sao. Hôm đó là ngày 25 tháng Chạp. Lúc đó có ba người ở khu Cú Đèo theo sau, đến nơi tìm nhưng không thấy dấu vết gì, chỉ thấy trên trời có áng mây vàng hình như lọng che lên trên đỉnh núi, một lúc sau biến thành năm sắc rồi tan biến. Mấy người đi theo kể rõ câu chuyện cho người dân ấp đoài. Ban thờ thành hoàng. Đình làng Văn Phong xưa được xây dựng vào thời Hậu Lê, thế kỷ thứ 17 đến thế kỷ thứ 18, nhưng đã bị hủy hoại qua thăng trầm của lịch sử. Đình Văn Phong hiện đang được xây dựng trên khu đất của ngôi đình xưa, một khu đất rộng, cao thoáng mát, nhìn về hướng đông nam. Phía trước đình là hồ nước lớn. Theo phong thủy, hồ nước là nơi tích phúc của dân làng. Trước sân đình là nghinh môn đình, được xây kiểu cột đồng trụ. Từng cặp cột đồng trụ xây tương tự nhau và đăng đối qua đường thần đạo. Hai cột lớn tượng cho trời ở trong, hai cột nhỏ ở ngoài tượng cho đất. Đình làng Văn Phong có kiến trúc mặt bằng kiểu chữ nhị, gồm 5 gian tiền tế và 3 gian hậu cung, cũng là 3 gian cung cấm. Đình làm bằng vật liệu hiện đại, bê tông cốt sắt kết hợp với vật liệu truyền thống. Từ sân đình lát gạch đỏ phẳng đều, bước qua 5 bậc cấp là lên hiên đình.
Trên mái tòa tiền tế đắp trang trí các đề tài truyền thống như đỉnh giữa bờ nóc đắp lưỡng long chầu nguyệt, hai đầu bờ nóc đắp kìm, khúc khuỳnh đắp con sô, góc đao đắp tổ hợp rồng chầu, phượng múa. Tòa tiền tế có 3 gian cửa chính, cửa bằng gỗ, đóng theo kiểu cổ, cửa thùng khung khách. Gian giữa 6 cánh, hai bên mỗi gian 4 cánh, kiểu thượng song hạ bản. Trên bản cửa, chạm khắc khá tinh xảo với đề tài tứ quý, tùng, cúc, trúc, mai, hoa quả sang quý. Tường bao che phía trước gian hồi tiền tế, chỗ cửa sổ hình tròn, trong đặt tấm đan hoa thoáng hình chữ thọ cách điệu đẻ, lấy ánh sáng thêm vào trong đình. Bài trí thờ tự. Ngày nay, người dân Văn Phong đang từng bước kế thừa, phát huy các nét đẹp văn hóa trong lễ hội truyền thống của tiền nhân để lại. Đình Văn Phong là công trình văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, nơi bảo tồn các giá trị truyền thống của người dân Văn Phong. Công trình là chứng tích đánh dấu lịch sử hào hùng có từ hàng ngàn năm của người dân địa phương. Đình Văn Phong như tượng đài tôn vinh bậc anh hùng hào kiệt có công dẹp loạn cứu dân, góp phần to lớn xây dựng nên nhà nước Đại Cồ Việt của dân tộc Việt Nam. Cùng với các ngôi đình khác trong vùng như đình Văn Cú, đình Vân Cha, đình Kiến Phong, vân vân, tạo nên quần thể di sản văn hóa rất có giá trị, chứng minh một thời lịch sử anh hùng của người dân An Dương, trải 3 triều đại Huy Hoàng, Đinh, Lý, Trần trong lịch sử Việt Nam.